Ngày xưa, có cậu bé tên là Tích Chu, sớm mồ côi cha mẹ. Cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà. Thương cháu nhỏ côi cút, bà yêu quý, chiều chuộng Tích Chu hết mực. Có món gì ngon bà cũng nhường cho cháu. Đêm đến, bà lại ngồi quạt cho Tích Chu được say giấc. Ăn đi cho cháu lớn, cháu yêu của bà. Bà làm việc quần quật, hết cấy lúa lại nuôi gà, thả cá để có tiền nuôi Tích Chu. Hàng xóm thấy bà thương Tích Chu quá đỗi, bèn bảo: "Bà ơi, bà thương Tích Chu thế, chắc sau này Tích Chu không quên ơn bà đâu." Nhưng Tích Chu chẳng thương bà. Mặc cho bà làm việc vất vả, cậu bé vô tâm suốt ngày chỉ đuổi bướm, hái hoa và chạy đi chơi bi, đánh đáo cùng lũ bạn trong làng. "Thôi muộn rồi, chúng mình đừng chơi nữa nhé. Tích Chu mau về nấu cơm giúp bà đi." "Không, cứ chơi đi. Bà tớ làm hết mọi việc, tớ chẳng phải làm gì cả." Quá vất vả, lại ăn uống kham khổ. Một ngày nọ bà đổ bệnh. Tích Chu quen thói rong chơi, bỏ mặc bà nằm ở nhà một mình. Trưa hè nóng nực, bà sốt hầm hập, cổ họng khát cháy. Bà thều thào gọi Tích Chu lấy nước, nhưng gọi mãi vẫn chẳng thấy Tích Chu đâu. "Tích Chu ơi, bà khát quá, lấy cho bà ngụm nước." "Kìa Tích Chu, lấy nước cho bà đi." Lát sau, Tích Chu thấy đói bụng mới chạy về tìm bà. Đúng lúc đó, bà bỗng hóa thành chim bồ câu, vỗ cánh bay lên. Tích Chu hoảng hốt khóc lóc gọi theo chim: "Bà ơi, cháu đói rồi, bà có gì cho cháu ăn không?" "Bà khát khô cả cổ rồi, bà phải hóa thành chim bay đi để tìm nước đây." Bà làm sao thế này?" Tích Chu cuống cuồng đuổi theo, cậu bé cứ nhắm hướng chim mà chạy. Đến một dòng suối, thấy chim đang uống nước, Tích Chu năn nỉ xin bà quay lại. Nhưng chim trả lời rằng bà không thể quay về được nữa. Tích Chu òa khóc, vậy là từ nay cậu sẽ không còn được ở bên bà nữa. Cậu bé vô cùng hối hận. "Bà ơi, bà về với cháu đi, cháu sẽ chăm sóc bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa." "Muộn rồi cháu ạ, bà không trở về được nữa rồi." Tiếng khóc của Tích Chu là một câu tiên động lòng chắc ẩn. Cô hiện ra, bảo Tích Chu đi lấy nước suối tiên cho bà uống thì bà sẽ trở lại thành người và sẽ quay về với Tích Chu. Nghe vậy, Tích Chu quyết tâm đi tìm nước cứu bà. Cậu bé nôn nóng xin cô tiên chỉ đường. "Cháu muốn bà trở lại thì phải lấy nước suối tiên cho bà uống. Đường đi xa xôi chắc trở lắm, cháu có đi được không?" "Có ạ, dù có phải đi đến cùng trời cuối đất, cháu cũng quyết đưa bà trở lại." Cô tiên cho Tích Chu một nhánh cỏ thơm có phép màu, có thể bảo vệ cậu khỏi thú dữ. Tích Chu hăm hở lên đường ngay. Đường đến suối tiên xa vời vợi, lại vô cùng gian nan. Tích Chu đi mãi, không biết đã qua bao nhiêu đèo cao, sông sâu. Có lúc, Tích Chu phải trèo lên những đỉnh núi cao vút giữa trời mưa bão. Có lúc, cậu phải đi qua rừng rậm tối tăm, đầy rẫy rắn rết. Không điều gì có thể làm cậu nản lòng. "Đói quá, lạnh quá, sợ quá." "Không nản chí, mình phải cứu được bà." Đến một ngày, Tích Chu bỗng nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Len qua lùm cây rậm rạp um tùm, cậu bé thấy một khung cảnh đẹp tuyệt vời hiện ra. Dòng suối
tiên chảy nghiêng nghiêng theo sườn núi, nước trong vắt, nhìn rõ tận đáy. Những con cá đủ màu đang tung tăng bơi lội. Bên kia bờ suối là thảm cỏ xanh mướt, bướm bay dập dờn. Một cậu bé hiếu động mải chơi như Tích Chu hẳn sẽ thích mê nơi này phải không nào? Nhưng lúc này Tích Chu chỉ nghĩ đến bà của mình thôi. Cậu vội vàng đến suối lấy nước tiên. Suối tiên đây rồi, bà sắp được cứu rồi. Nhờ nước suối tiên, chim bổ câu lại hóa thành bà. Bà cười hiền từ, dang rộng vòng tay ôm Tích Chu vào lòng. Từ đấy, Tích Chu không còn ham chơi nữa, mà rất ngoan ngoãn, chăm chỉ đỡ đần bà và hết lòng chăm sóc mỗi khi bà ốm. Các bé ngoan, cậu bé Tích Chu mải chơi, không biết thương bà, đã học được một bài học đáng nhớ rồi. Chắc hẳn từ giờ Tích Chu sẽ chăm chỉ làm việc nhà và biết quan tâm chăm sóc bà hơn. Một câu chuyện thật cảm động phải không các em? Không có gì hạnh phúc bằng được sống bên người thân của mình đâu các em ạ. Thế nên các em hãy yêu quý, vâng lời và biết quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ để là một bé ngoan nhé. Tạm biệt các em! Bà ơi, cháu nhớ bà lắm, bà đừng đi nữa nhé. Bà cũng nhớ cháu lắm, cháu ngoan của bà. Sometimes nine, sometimes ten. Trời ơi, làm gì có ma nào, lâu đài bị mất điện rồi. Sợ hết. Bà hãy gieo hạt giống này vào chậu hoa và đón chờ điều kỳ diệu xảy ra nhé.